Đây là cái mái nhà của Đinh Tên này đó, trước khi thổi đó. My God, toàn bộ mái nhà nó đây khủng khiếp luôn. Quá trình rác lá cây nó đọng trên mái nhà đó, nó còn rêu luôn đấy đó. Bây giờ thổi được cái xíu rồi, nó thổi được phút này rồi, nó cứ play ok. My God, thế đây kìm đây. Đấy thì làm thôi, sao giờ đây bận rộn quá. Ok còn đại khái thôi, ok. Đây, cái máy đây.